ổ này của các bạn nó chết này, nó chết một phát là chết nhăn răng luôn, chết không không có triệu chứng gì luôn đấy. Nó không như những con ổ, nó không như những con ổ đời cũ này. Hello, xin chào anh em. Lâu lắm mình mới làm video về quay những cái linh tinh. Thì hôm nay mình làm một cái video, mình sẽ mổ con ổ cứng SSD, hay gọi là ổ cứng thẻ rắn đấy, nhanh gấp 5 lần, 10 lần ổ cứng HDD thời xưa ấy, cho anh em biết bên trong cái ổ cứng này nó có cái gì mà giúp nó có thể chạy với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với ổ cứng công nghệ cũ. Đấy, thì nói cho anh em mà chưa biết thì đây là một cái loại ổ cứng thẻ rắn đấy, giúp cho cái máy tính của anh em có thể nhanh hơn, hoạt động trơn tru hơn so với cái ổ cứng công nghệ cũ. Đây, đây mình đang có một cái ổ cứng công nghệ cũ này. Đây một cái ổ cứng công nghệ cũ rất to hơn là rất là nhiều, và dày hơn rất là nhiều. Này, to và dày hơn rất là nhiều này. Đấy. Thì là ổ cứng SSD thì là nó hoàn toàn khác biệt so với ổ HDD. Đấy, ổ SSD thì không lưu dữ liệu trên các lá đĩa và hoàn toàn không sử dụng đầu đọc. Đấy, thay vào đó là cái ổ này nó sẽ sử dụng lưu trên các chip nhớ flash. Đấy, và cấu tạo của các cái flash này thì bao gồm nhiều transistor gì đấy. Nói chung là bây giờ mình sẽ tháo ra để cho các anh em nhìn đấy cụ thể hơn. Đấy, chứ nói thì nhiều khi anh em bảo nói nhiều. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo cái ổ này ra cho anh em xem bên trong nó có cái gì nhá. Đấy, mình sẽ tháo nó ra. Rồi thì để được tháo được cái con SSD này ra đấy thì là rất đơn giản thôi, anh em chỉ cần một cái tô vít thôi. Đấy, một cái tô vít rất là bình thường thôi. Đấy, đây là cái mẫu 500 của mình nhé, còn đâu cái tô vít này rất là bình thường. Anh em nhìn ở đây có 1, 2, 3, 4 con ốc, và trên tay mình đây đang là một cái ổ Kingston. Kingston này thực ra nó không phải Kingston chính hãng đâu các bạn. Và con Kingston này được sản xuất năm 2018 thì đúng theo hãng này. Nếu đúng theo cái ổ này được bảo hành 3 năm, SSD thường được bảo hành 3 năm thì cái con ổ này của mình là nó vẫn được bảo hành này. Đấy, nhưng mình quyết định sẽ không được bảo hành. Tại vì cái ổ này là thực ra nó không phải ổ chính hãng, cho nên chất lượng của nó không tốt, và con này nó đã bị chết ngúng ngụm trong chỉ có 1-2 năm sử dụng thôi. Đấy, và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo con ổ này ra cho anh em xem. Đầu tiên đây có 4 con ốc, mình sẽ tháo 4 ốc này ra này. Anh em khi anh em đã tháo được cái tem này ra thì anh em có chấp nhận là sẽ không còn bảo hành gì được cái ổ ấy nữa. Đấy. Ok. Bên trong cấu tạo rất là đơn giản. Đấy. Anh em nhìn xem, đây mình sẽ zoom lại gần cho anh em xem nhé. Mình sẽ zoom lại gần cho anh em sẽ nhìn dễ hơn. Ok, thì đây là bên trong em nó đây. Đấy, thì như các bạn biết là đấy, bên trong cái ổ SSD này rất là gọn nhẹ đấy, và không bao gồm một bộ phận nào về liên quan về cơ. Và nó chỉ bao gồm các chipset flash nhớ và những cái chip, những cái linh kiện điện tử thôi, chứ nó không có liên quan gì về cơ cấu quay cơ như những con ổ HDD chuẩn cũ cả. Đấy, như anh em nhìn thấy là đây là những cái miếng to này, nó chính là những cái chipset PCI kết nối với điều khiển với các thiết bị của flash nhớ, hay nói anh em cứ nhớ đơn giản đây là những con chipset nhớ này. Đấy, còn đây cái con to đùng ở giữa đây nó chính là cái bộ điều khiển của cái SSD này này. Đấy, và thực ra trên đây có còn rất nhiều các linh kiện khác nhưng mà nó rất là phức tạp hơn rất nhiều. Đấy, cho nên là mình sẽ không giới thiệu với anh em. Đấy, còn đâu ngoài ra nó còn đâu ngoài ra nó còn như là RAM này, rồi các cái điều khiển linh kiện khác, thì nói chung là mình không giới thiệu sâu cho các bạn đấy, mà mình chỉ giới thiệu qua cho các bạn thôi. Và mình muốn nói cho các bạn biết là cái con ổ SSD này nó có ưu điểm thì ai nói rồi, nhưng một cái nhược điểm của con SSD mà mình phải khuyến cáo với các bạn đó là khả năng mất dữ liệu trên những con ổ SSD này rất là cao. Tại vì sao? Tại vì nó sử dụng các linh kiện điện tử, cho nên thường những con ổ SSD này trước ngày mà nó chết ấy, nó khả năng nó vẫn không có triệu chứng gì. Những con ổ HDD này trước khi hỏng nó có thể bét ổ và cứu dữ liệu của nó rất là dễ dàng thôi. Và nó thường bét ổ, có nghĩa ổ cứng của bạn sắp chết là nó rất là chậm, cho nên bạn có thể biết đường để sao lưu dữ liệu ngay. Nhưng ngược lại, những con ổ SSD này, đây là một con ổ SSD của khách dùng, không có triệu chứng gì, hôm trước hôm sau bật lên phát thế nào sao không bật được lên, không nhận ổ là chết luôn. Đấy, và để khôi phục được những con ổ như này thì chi phí khôi phục được, nhưng chi phí nó rất là cao và tỷ lệ thành công cũng không được cao lắm. Đấy, và con này nó đang bị hiện tượng đó là bị mất data, có nghĩa là khi ổ là 120 GB nhưng khi bây giờ cắm vào lên nó chỉ còn lại có khoảng mấy GB thôi, có nghĩa là mất hết, không nhận diện được các cái chip nhớ của nó nữa. Đấy, đây là một cái nguy hiểm ở trên ổ SSD. Và cho nên là ổ HDD này mình đảm bảo với các bạn là nó sẽ mãi mãi không bao giờ bị gọi như là sao nhỉ, có nghĩa là nó luôn luôn sẽ được tồn tại song hành cùng ổ SSD. Tại vì sao? Tại vì khi các bạn ổ HDD thường nó sẽ không có tuổi thọ. Tại vì sao? Có nghĩa là không có tuổi thọ ở đây, có nghĩa là nó bền vĩnh viễn, mà có nghĩa là tuổi thọ của nó rất là lâu và thường không tính toán được. Đấy, và cái ổ HDD này chứa dữ liệu rất là an toàn. Đấy, tại vì độ rủi ro nó thấp. Đấy,
nó chứa dữ, tốc độ của nó không được cao nhưng mà bù lại nó chứa dữ liệu rất là an toàn và cái tỷ lệ mất dữ liệu của nó rất là thấp. Nhưng ngược lại OSSD rất là nhanh, nhưng mà bù lại là rủi ro của nó khi chứa dữ liệu trên đây rất là cao. Cho nên các bạn có dữ liệu gì quan trọng, không nên sử dụng một ổ cứng SSD không, mà nên sử dụng hai, song song hai ổ cứng đấy ở chứa dữ liệu. Cái cấu tạo của OSSD rất đơn giản thôi, bộ các chị nhớ này, bộ controller này, vi mạch ở trên điều khiển, những vi mạch ở trên ổ này, và các chân cấp nguồn SATA, chân cấp nguồn và chân SATA như bình thường này. Đấy, ngoài ra nó có vỏ, nó này, con này vỏ kim loại này giúp tản nhiệt tốt hơn này. Ok, kể cả SSD chính hãng hay không chính hãng, SSD xịn hay không xịn, thì về tốc độ thì mình không nói nha. Tốc độ thì những con SSD này là best rồi, gọi như là đỉnh cao về công nghệ so với ổ HDD rồi. Nhưng mà về độ tin cậy về dữ liệu ấy, đấy thì nó không được tin cậy cao lắm. Cho nên một số những con ổ cứng SSD cao cấp bây giờ, hãng người ta khi người ta bán ra, người ta sẽ kèm một cái combo, gọi như là một cái ưu đãi, đó là ưu đãi cứu dữ liệu đấy. Ok, thì hôm nay mình đã làm một cái video để chia sẻ một ít cái kinh nghiệm của mình biết về cái ổ cứng SSD này. Đấy, thì nếu mà các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và một nhấn đăng ký kênh. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.